Chào anh chị em. Hiện nay thì Facebook rất là phổ biến và được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta rất là bực bội khi vào trang cá nhân của mình toàn là đây, lô đề được gắn thẻ vào trang cá nhân của mình. Thì khi bị gắn thẻ như vậy thì làm trang của mình rất là không tốt. Phản cảm, có thể là mình không đánh, mình không biết gì, nhưng người ta vẫn cố tình đăng mình vào. Vậy làm sao chúng ta có thể kiểm soát được các cái bài đăng của người khác gắn lên trang cá nhân của mình? Thì có rất là nhiều cách, nhưng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tối ưu nhất. Thứ nhất là khi có một cái yêu cầu kết bạn nào đấy thì mình nhấp vào cái trang cá nhân của người ta. Những cái người đánh lô đề thì thực ra người ta rất là xinh đẹp, nhưng vào trang cá nhân thì người ta toàn lô đề và những cái thứ vớ vẩn thôi. Đây, như đồng chí này. Như trường hợp này thì mình biết người ta như thế thì mình không kết bạn. Còn có một cái trường hợp nữa là những cái bạn bè thực sự của mình, nhưng mà do bị hack Facebook hoặc là bị mất, thì hoặc là những cái người mà như thế này ấy, cách một mình bị chặn rồi mình không kết bạn người ta, nhưng người ta sẽ lập một cái Facebook và tải cái ảnh đại diện về giống người thân, người mình quen biết, bạn bè của mình ấy, và người ta sẽ tag mình vào. Cách để kiểm soát được các cái bài đăng gắn thẻ tối ưu nhất ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đầu tiên ấy, mọi người vào cái mục ba gạch này hoặc ba chấm này. Mình vào cài đặt quyền riêng tư này. Mình chọn vào cái mục cài đặt này. Đúng ạ. Thì mình kéo nó xuống này. Mình chọn cái mục trang cá nhân và gắn thẻ này. Đây, mình đọc hết cái phần này này. Ai có thể xem bài viết mà bạn được gắn thẻ này? Khi được gắn thẻ trong một bài viết, bạn có thể thêm ai vào đối tượng này. Mình vào cái mục xem lại này. Xem lại thẻ mọi người thêm bài viết của bạn trước khi xuất hiện lên Facebook. Tức là sao? Tức là cái khi mà người khác gắn thẻ mình ấy thì mình phải xem lại, nếu ai đó không phải là bạn bè thêm thẻ hoặc bài viết của bạn, bạn vẫn có thể xét duyệt thẻ đó. Tức là một người bạn mình mà tag mình vào, hoặc một người không phải bạn mình mà tag bạn mình với bạn bạn nào vào đấy ấy. Thì đấy, thì mình sẽ đánh cái này lên này, xem lại này. Khi mình tích cái nút này xong thì mình quay ra này. Còn cái mục này này, xem lại bài viết có gắn thẻ của bạn trước khi viết xuất hiện trên dòng thời gian của bạn này. Đây, quan trọng cái mục này này. Xem lại bài viết có gắn thẻ của bạn trước khi xuất hiện trên dòng thời gian của bạn. Đây, mình xem lại này. Đây, cái mục này thì mình đã bật rồi. Tính năng này chỉ kiểm soát được phép xuất hiện trên trang cá nhân của bạn, bài viết có gắn thẻ bạn và sẽ hiện thị trong kết quả tìm kiếm. Tức là bây giờ mình cũng bật lên luôn. Mình bật lên ấy, tức là mình chặn vào người ta thì người ta vẫn gắn thẻ bình thường, nhưng mà nó sẽ không xuất hiện trên trang cá nhân.
Và đây, đây là kết quả. Tức là đồng chí này thường hay tang mọi người vào. Đây, cụ thể là mình nhưng mà đã bị đây, tức là mình đã bị ẩn. Nhưng mà nếu mà mình muốn những cái tang nào mà tích cực ấy, những cái thẻ nào mà tích cực thì mình có thể nhấn phím nhấp vào đây để thêm vào trang cá nhân của mình. Nhưng đồng chí này bị mình ẩn hết. Thì nó sẽ không xuất hiện trên trang cá nhân của mình. Ví dụ mình sẽ thêm vào cái mục này vào trang cá nhân của mình nhé. Khi mình đã đồng ý thêm vào trang cá nhân ấy thì mình bây giờ mình nhấp vào trang cá nhân của mình thì nó sẽ xuất hiện cái đồng chí này vào. Đây đồng chí này vừa thêm vào mục lô đề đây. Thì mình muốn xóa những cái mục này để làm sạch cái trang cá nhân thì mình nhấp vào ba chấm. Đây mình chọn cái mục này. Một là mình chọn gỡ thẻ này. Hai mình chọn cái mục ẩn khỏi trang thời gian này, xác nhận này, đấy. Thì bây giờ nó sẽ ấy rồi, nó mất cái kia rồi. Và những cái gì mình chia sẻ lên hoặc những cái gì tích cực thì sẽ có trang cá nhân của mình chứ không có những cái lô đề ABC khi Z nữa. Đấy thì cảm ơn mọi người.